Hello, xin chào các fly. Hôm nay bay sẽ giới thiệu cho các bạn về các loại kiếm saber. Nhìn là thấy rồi. Và có nhiều loại đây bay không biết tên, nên có thể sẽ phải nhờ các bạn giúp bay để biết những loại kiếm này tên là gì. À, bay đã đổi kho, nên chỗ quay phim cũng đã thay đổi. Các bạn nhìn này. Đằng trước là một cây bơ tuyệt đẹp với lại đang ra hoa quá trời. Đây là sau của một căn nhà. Nói chung bay chỉ chuyển từ một cái vườn này sang một cái vườn khác mà thôi. Bay thích thiên nhiên lắm. Rồi, ba cây đầu tiên bay sẽ review nhanh một chút vì bay không nhớ gì về những cây này cả. Cái này là cái gì nào? Đầu tiên, đây là một sợi xích. Bữa trước bay review rồi, bay cũng không còn nhớ tên nữa. Một cái sợi xích màu vàng, dài và rất là đẹp. Xích này tên gì của ai ta? Dùng để làm gì nữa? Cái phần này câu cá à? Hay là gõ vô đầu thằng khác? Một đầu nhọn và một đầu khá là thù. Tính độ dài thì bằng khoảng 40cm gì đó. Đấy, bằng với cây của nham trụ trong Kimetsu no Yaiba. Xích màu vàng toàn bộ các bạn nha. Đây để trang trí hay trưng bày đều được hết á. Cây thứ hai. Wow, đây là một cây Excalibur màu đen. Nó có một cái chùm lông màu đỏ ở đây. Cây này giống hệt cây Excalibur màu vàng, nhưng chỉ khác nó màu đen. Cái kia là vàng viền xanh dương, còn này là đen viền đỏ. Hình như hoa văn nó khác tí chút thì phải. Này Cyber phiên bản đen tối à. Ở đây có các vòng xuyến từ trên vòng xuống nè. Những vòng xuyến này có ý nghĩa gì ta? Chịu hồi quỷ à. Có vẻ như đây không phải là một anh linh mà là một ác linh Cyber đó. Và Cyber này tên là Athos các bạn nha. Cây thứ tư. Wow, để nè, mọi loại kiếm của bay đều tặng đế các bạn nha. Cây thứ tư của bay trông giống như một cây Excalibur Lily á. Nhưng bay nhớ là cái skin Lily cũng là Calibus mà thôi. Mặc dù cái bộ váy Lily đó là màu trắng, nhưng bay nghĩ thì cây kiếm này nó hợp hơn. Và cái cây này thì bay đoán là nó ở ngoài chứ không có ở trong game rồi. Một cái skin hợp với Lily hơn mà không phải của Lily. Lưỡi màu trắng bóng hoàn toàn. Cây này trông khá là tinh khiết nè, tinh tế và cao quý. Khá đẹp, nãy giờ là được 3 cây rồi, bay còn mấy cây ta? Còn đến 10 cây các bạn ạ. Và đây là 3 cây tiếp theo. Cây này này, 1, 2, 3. Wow, đây mới chính là Excalibur các bạn ơi. Nếu mà so sánh với cái màu đen á, đây màu nó khác hẳn các bạn nha. Giống như bên ánh sáng, bên bóng tối vậy. Hai văn bên trong sao? Hai văn bên trong thì màu đen có thể là có loại nhiều loại hai văn trên lưỡi khác hơn là so với màu vàng. Màu vàng thì có cái chữ gì đây? Tay nơi, ở lại đây đêm nay à. Vâng, đây là kiếm ở lại đêm nay và cái kiếm đêm nay nó màu đen. Và cái kiếm đêm nay nó màu đen. Cỡ đó là 22cm để trang trí trưng bày đều được. Thật là tuyệt vời nếu bạn có nguyên bộ và có một bộ sưu tập Cyber khác trang trí ở nhà phải không nào? Các bạn có phải là fan của cái bộ phim định mệnh này không nào? 5D 1 2. Wow. Cái này bạn không hề biết tên các bạn ơi. Đây là một cây kiếm màu vàng và chờ cao nhân đáng tên. Nó có dấu thập ở đây. Ở trong giống cái gì mà cái quạt hay cái rìu gì nè. Tròn tròn, có một dấu thập ở đây. Cái hình dạng của cây kiếm này làm cho bay khá là liên tưởng tới các paladin, các kỵ sĩ thanh chiến luôn các bạn. Thiết kế thuôn nhọn bầu, ở dưới cùng màu xanh dương, ở trên màu vàng, bóng màu vàng gold luôn các bạn. Cây này bay không hề biết tên, các bạn nhắc tên giùm bay với nha. Bay cũng chưa đăng bán cái này bây giờ luôn. Ê, khá tròn ở đầu. Cây thứ 6, ô kẹt rồi. Ê, bà nội cha mày, thôi lột từ đây ra cho nha. Wow, nếu bạn nhớ không nhầm thì đây là cụ gã kiếm sĩ diệt rồng gì đấy. Nó khá là đen luôn. Và thằng cha đó bạn nhớ không nhầm là tóc bạc, đồ màu đen thì phải. Hoa văn ở đây có kiểu bông hoa. Cái kiểu bông hoa này thì bay hay thấy ở trên mấy cái tường nhà Việt Nam nè các bạn. Nó có bông hoa trên các hàng rào đó, đó kiểu như vậy nè. Trên kiếm thì có hình thanh giá. Và kiểu này mới giống hàng rào nè các bạn. Đó, một đống luôn. Có vẻ như đây là một cái hoa văn phổ biến của thời châu Trung Cổ. Đấy là bay đoán lụi thế thôi. Đúng thì đúng mà không đúng thì thôi. Không sao cả. Cái này cây số mấy rồi ta? 3, 6. Cây số 6 tên gì nào? Bây giờ chúng ta còn 4 cây. Wow. Cây này là cây gì đây? Này là cây gì đây? Cây gì đây? Một cây kiếm lạ quá lạ quá. Cây này bay chỉ còn một cây duy nhất thôi. Bay gần nhất nhớ tên nó là EA gì đó. Đây có cái đầu như là cái đuôi con cá nè các bạn. Ây, nó rất khớp với cái vỏ này. Màu đặc trưng là màu vàng và màu xanh lá đậm. Trông nó giống như một cái thương ngồi trên ngựa rồi chọt nhau hơn là một cái kiếm các bạn. Nếu là kiếm thì đây là một cái vòng bảo vệ tay rất là to. Bay vẫn nghĩ là cái này để chọt chứ không phải để chém. Kiếm cho các hiệp sĩ à. Kiếm này giống kiếm kỵ sĩ hơn là hiệp sĩ. Đây là kiếm gì của nhân vật này các bạn ha. Tiếp theo là cây này. Ủa, cái mặt này đúng rồi. Cái mặt này là cây kiếm của thằng cha này nè các bạn. Đó, chứ không thể nào là một cây kiếm này được. Bay sẽ mở ra xem thế nào.
Ủa đúng rồi. Ủa đúng hay không đúng? Thoạt đầu bay tưởng hai kiếm này là giống nhau, nhưng không hề giống các bạn ơi. Nhìn kỹ thì nó lại khác. Cây này có màu bạc, còn cây này lại có màu đen. Có khi nào cùng là một thằng nhưng mà khác skin không ta? Bay vẫn thấy có gì đó nó giống nhau ở đây mà không thể nói nên lời được. Nhưng dù gì thì cả hai cây này đều rất là đẹp. Cái này giống vòng xoắn số 8, xoắn ốc gì đó bạn ha. Đó, còn cái này thì hình chữ thập. Ủa cây màu đen này có một cái nút bấm nữa các bạn, nãy giờ bay không để ý. Có cây có nút bấm, có cây không có các bạn nha. Và đa số trong loại này thì không có. Nút bấm là nó sẽ bốc ra như vậy. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mặc dù có nút bấm nhìn ngầu thật đấy, nhưng mà bấm quá nhiều nó sẽ bị lờn và không bấm được nữa. Cho lúc này phải tháo vỏ ra và tháo cái lò xo ra các bạn nha. Cây thứ 9 nào. Cây thứ 9 là một con saber màu tím đen thui. Bay đoán khá chắc là nó xài cái kiếm này các bạn. Ủa không phải. Nó xài cái kiếm giống như kiếm này nhưng mà nó màu tím. Loại này hình như bay hết rồi. Kiếm giống như vậy nhưng màu tím các bạn ơi. Đây lại là một thanh kiếm của vua Arthas, nhưng mà là con trai. Vua Arthas gốc là con trai mà ta. Phiên bản trong phim này chính là nữ. Và Arthas này là một người của thế giới khác, một thế giới song song. Cũng chính là Saber luôn. Chính là cô ta nhưng không phải là cô ta, vì chính là cô ta ở thế giới khác. Cái kiếm này nhìn có vẻ như là nó mang dáng dấp của hiệp sĩ thanh chiến nhiều hơn là những cây kia. Có một cái biểu tượng hồi ngôi sao sáu cánh là gì ta, quỷ hay do thái. Có khá nhiều ký tự đặc biệt ở trên cái vành kiếm này. Ở đây cũng vậy, nó có hình kiểu như là hình chữ thập này các bạn, hình giá. Một cây kiếm của nhà vua thế giới khác. Và mỗi cái kiếm này đều có các skill khác nhau, tên là gì thì bay không nhớ. Cuối cùng là cây thứ 10. Wow. Cây thứ 10 chính xác là của cái thằng này đang cầm luôn các bạn. Các bạn không nghe lầm đâu, chính là thằng này. Thằng này là thằng này nè, đó. Trông rất giống con gái phải không nào? Gây, nhưng không phải đâu. Hình như là nó thích mặc đồ con gái thì phải. Bài nhớ mang máng là như vậy. Cây kiếm này tên là của Xiên. Xiên hay Xioe, Xiên gì đó. Có màu đỏ và trắng đặc trưng. Nó mỏng như người của cậu ta vậy. Các bạn đã biết giới tính của cậu ta thì đừng có mời lem cái màn hình khi coi cái phim này các bạn nha. Đây chính là 10 cây của chúng ta. Bay review nhanh, vì bay chẳng nhớ tên những cây nào trong những cây này cả. Chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ. Bay vừa chuyển kho xong, lâu quá không có ra video được. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store. Hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuybuy.com đổ quà miễn phí ở tập 226. Bay bu bay, chẳng cần.